thấy được cả chưa nó. Ôi, quá luôn. Giải kia luôn, 5 lọ đấy. Một. Hôm nay có đám cưới rồi, cậu Pháp ra đây, vợ ở đây đây. Các cậu có dự không? Chết. Tham gia cái môn này thì về với tuổi già là tinh thần nó thoải mái. Cái thứ hai là tham gia cái này trong khi mà đấu pháp một cái trận đấu thì mình tạo cho mình cái đó là phải tư duy chiến thuật để làm sao loại được cái đối phương ra, là để làm sao mình chiến thắng, giành được cái số điểm cao nhất. Đeo kính thì cái đánh là gì? Người ta chả đeo kính còn chả. Người ta còn một cái. Về cái môn này thì thực chất là không phân biệt gì về chức vụ cấp bậc nọ kia gì cả. Chỉ yêu cầu là với tinh thần là nhiệt tình tham gia vào với phong trào. Cái hai là về cái phần lứa tuổi, dành riêng là với cái phần người cao tuổi tham gia cái vấn đề này để được hoạt động. Ngoài đây này, ai ngoài? Đâm! Ông đây, ông đây, ông đây! Ngoài đá, ông đây, ông đây!